Tăng nhiều mà đấy. Tăng nhiều. Đấy, chú đồ chú viên chú mắng chết. Mấy thịt qua chỉ giúp cắt thôi. Chéo gọi cái chỗ bạc nhạc này ra. Đây con cứ bóng lên. Con bóng ra nó có lấy không với cái sợ ra. Mấy đánh cái khoảng 5-6 bát thôi. Úi dồi lấy chỗ này đi. Nhiều. Quay rồi.
bảo chị câu khổ. Nóng rồi bây giờ. Cháu về thì hôm kia. Ừ. Cái gì? Trắng lên. Không. Tên chưa có gì lên. Chả lên thì sao? Chả lên thì sao? À, Long Giang này khéo tay cha chị. Sao ấy? Mà có khi Long phải ngồi sang bên cái chỗ chị bống kia đi Long ơi. Cho nó đỡ giòn cái đàn em. Long ơi, Long chị bê. Sao ấy? Chỗ chị bống em bị nắng. Đang ăn đàn em thôi. Lấy cho chị cái nếp rồi nhờ. Cô bống. Lâm khoái. Ê này, năm nay hình như tuổi chị bóng đẹp hay sao ấy chị bóng ạ? Phải không? Không cần. Cứ thả vào là được. Cho ngập dầu vào là được. Cho ít dầu là cái gì? Chẳng từ hôm nay cho đến hết Tết luôn. Đây là cả các cô giáo viên và các cháu. Xin cảm ơn ạ. Anh Mười. Đến rồi, đến rồi. Rồi, chuẩn bị. Ui. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Đây là pháo sáng không phải ạ. Ồ, hoan hô. Chúc mừng năm mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết luôn. Lì xì quân này. Em xin. Đen. Đen. Mẹ em này là mẹ em rất đẹp. Ừ. Đẹp mua đúng không? Cao, vậy thì cao quá. Không, phải bằng này. Bằng này mới được. Chấp thằng bên kia nào cái cao cao liền. Đây nè. Chỗ đấy. Mất mẹ 2 xíp. Không. Có cái này luôn. Ngon À, chưa? À, đến tối luôn. À, được thế, được thế. Xong rồi. Đi tiêm vaccine. Gọi chú Đạo về đây chưa nào? Lồng máy giặt đi thế. Ô thế à? Vâng. À, lồng máy giặt là nó tháo ra nó chế thành đốt vàng má. Em không sao, không có con không này có khả năng bố something ain't right. Yeah, something.